Bây giờ cô chú anh chị thấy rõ thực tế, bây giờ không dẫn chứng những lời tôi nói là sai thì một hai ngày nữa trở lại đây quý vị thấy lan tràn lên tất cả cộng đồng mạng xã hội. Quý vị nên nhớ kỹ, tôi nói bất cứ cái điều gì tôi phải đi trước cái truyền thông một chút xíu, chứ tôi không đi sau truyền thông. Nếu đi sau truyền thông là mình cập nhật nó đã đi quá muộn rồi, mình đi trong cái trực tuyến, tức là cập nhật những cái thông tin nóng mới nhất cho tất cả quý vị nghe. Tại vì trong cái drama này, nếu chúng ta cần theo dõi và bảo vệ trong cái chính nghĩa thì ai cũng cần tìm hiểu cái thông tin nó chính xác, chứ không phải cái thông tin 3721 đâu quý vị. Ok, cảm ơn quý vị đã nghe tin. Lúc chú Linh bệnh thấy bình tinh đó. Bây giờ anh hai là đưa một cái màu sắc, anh hai đưa cái màu sắc của mình lên. Nếu Phượng không để bên một cái YouTube gọi là cái công ty BH á, thì nó trùng một cái kênh của anh này, thì anh này chắc chắn một điều sẽ không lên tiếng để bảo vệ Hồng Loan. Chắc chắn một điều. Tại vì quý vị nghe từ đầu tất cả các câu chuyện này, quý vị sâu chuỗi lại coi cái người anh hai này là trùm cuối có đáng để tin cậy hay không. Gọi là cái kiểu mà cổng rắn cắn gần nhà, đó là chính là anh hai. Một cái người anh hai này vô ý thức. Chị nói hay quá, em là khán giả còn biết làm MV mà anh hai nói không biết. Khán giả người ta đầy hết trơn, mình là khán giả, mình là cái người khán giả, mình còn biết là hiện tại bây giờ là Loan đi quay MV. Tại sao mà anh hai là không biết? Vậy là anh hai có quan tâm em không? Đúng không? Tất cả công chúng đều biết hết mà chỉ có mình anh hai không biết. Tức là ba này cũng muốn ngáo quyền, muốn là quỳ xin là giống như cái gì cũng phải qua ý đó. Bớt để đi ba ơi, hồi trước tử tế lắm, từ hồi đi vô nặng hậu tới giờ nha, ta nói lúc nào cũng mày đặt hết trơn á, ra vẻ hết trơn á. Chào chị đẹp, chào em, chị nói hay rất thích nghe. Em chào chị Hồng Võ yêu, nhất là mẹ mình. Bây giờ mẹ mình là thiếu gì, mẹ mình cũng cần cái sự yêu thương nè, mẹ mình cũng cần cái sự đùm bọc, mẹ mình cũng cần, nói thật với quý cô chú quý vị dùng cái từ à, cô chào con Tuấn. Quý vị nghĩ đi, một cái ngôi chùa người ta nói là thôi mình lo cho gia đình mình đủ rồi, chưa có đủ. Cuộc đời này chưa bao giờ ai đủ cả, thậm chí cả cha mẹ của mình. Cha mẹ mình nuôi mình từ nhỏ mà quý vị. Lớn lên mà lúc mình còn ở chuồng mà cái chỗ khô mẹ nằm, mà chỗ ướt mẹ nằm, mà chỗ khô con ngủ đó, thì nuôi lúc bằng cùm tay vậy nè. Tí lớn là nữa, công đức mình bỏ ra mình xây căn nhà, hay là mình bỏ ra vài chục triệu, hay là mình bỏ vài trăm triệu, vài tỷ, thì nó đâu gọi là đủ. Nó nhiều lắm. Tại vì người ta đi làm từ thiện thì cái người từ nhận từ thiện đó, người ta cần cái tình thương. Thì mẹ cha mình hoặc dòng họ mình cũng cần cái tình thương, giống như mình đi làm cho người ta. Tại sao đi làm cho người ta mà đi làm người ta có nhận hay không? Mà đi làm mình bỏ tiền để đi làm, để mình đánh bóng cho mình một cái tên tuổi, thì đừng nên đi làm như vậy. Thà là mình ở nhà đi nha, mình ở đây mình còn con còn cái, mình làm cái điều gì cái con mình đó là cái quả đó nha quý vị. Mình là cái trái, cái cây nè, cái cây mình trồng để ra được cái quả, mà cái quả của mình mà sau này nó ngọt mình mới là người chiến thắng. Còn cái cây mà mình trồng sau này cái quả mình nó chua nó đắng đó, thì cái đó là do mình là cái người không biết mà tứ dung phân tứ nước để cho cái trái mình nó ra được đâm hoa kết trái để cho nó ngọt nha. Chị nói chuẩn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn bà con cô chú anh chị. Chứ đừng ở đây mà hở ra là à, mẹ của tôi làm tốt cho mẹ của tôi rồi anh em. Tôi nói thật chứ biết cô chú anh chị, nếu tôi là người có đủ điều kiện mà tôi có tiền, luôn luôn lúc nào tôi cũng muốn cho cha mẹ tôi, mà ngặt cái mình không có tiền. Quý vị có công nhận được đó, cái người con á mà hạnh phúc nhất á, nếu cái người họ từ bi và từ thiện á, mà hạnh phúc nhất á là mình được cho đi, mà cho đi là cho mẹ mình. Tôi cho mẹ tôi, thí dụ tôi cho mẹ tôi tiền, tôi nhận ít đi, tôi cho chừng vài triệu đồng, cái mẹ tôi ra chợ mua đồ mà mẹ tôi về trong cái sự hân hoan vui vẻ đó, tôi vui lắm. Tại vì tôi thấy mẹ mua quần áo, mẹ mua đồ, mẹ mua những cái gì mình thích mà bằng cái đồng tiền của mình cho mẹ của mình, giống như mình làm từ từ bi á, gọi là làm phúc thiện á, thì cái điều đó chúng ta vui mừng lắm, chúng ta hạnh phúc lắm. Tại vì mình được tất cả mọi thứ mà mình ban cho cha mẹ mình. Còn đi quý vị đi từ thiện, thật sự ra những cái người đó họ nghèo, họ cần cái lòng thương của tất cả công chúng, họ cần rất là nhiều, không rất cần cần lắm quý vị.
họ cần. Nhưng họ cần đây họ cần gì? Tình yêu thương thật sự, tại vì mình giúp cho họ trong cái ngặt, chứ mình không giúp cho người ta cái nghèo. Thì mình tạo người ta sao một cái điều kiện người ta phát triển được, ta gọi là lương điền dạng khoảnh, bất sang bạc nghệ tùy thân. Lương là gì? Lương là ruộng đất, lương là tiền tài, lương điền vạn khoảnh. Dù cho cha mẹ có giàu có nhiều tiền, cho con cái hàng trăm cái miếng đất, hàng nghèo cái, nhưng mà cho một cái nghề thì con cái nó vẫn sống mãi theo thời gian, nó đâu có bán, nó nghèo hèn. Mình cho đất chừng nào nó có tiền, nó không có tiền nó nghèo, nó bán hết à, nó bán nhà, nó bán đất. Còn khi mình cho nó một cái nghề á, và mình cho nó được cái trí khôn và cái trí tuệ á, thì nó nghèo cỡ nào nó cũng không có bán đi cái nghề nó được, nó vẫn lo tiếp tục nó làm để nó kiếm tiền. Cũng giống như mình giúp đỡ, mình làm từ thiện cho họ, mình đừng có nghĩ là mình bỏ tiền ra mình giúp để mình đưa lên cái mặt báo, mà đưa lên những cái trang báo, đưa lên cái tên tuổi của mình, thành thử ra nó không có, nó không có hay. Mình làm một cái góc độ của mình, bỏ tiền ra mình cho người ta phát triển được cái tư duy, và cho người ta được hiểu được, và cho người ta cái nghề. Chứ giờ người ta nghèo quý vị, ví dụ hôm nay quý vị cho người ta một hộp cơm để quý vị cho rằng mình là người từ thiện rồi. Không phải, một hộp cơm thì chưa có từ thiện, hai hộp cơm chưa có từ thiện, mà mình nuôi người ta cả đời mình mới là từ bì thiện và từ bi. Tại vì người ta không có làm gì được, thì cho hộp cơm này thì ngày mai quý vị cho người ta ăn ở đây, rồi ngày mốt người ta ăn ở đâu, đúng không? Thành thử ra trong cái sự ma ảo, ảo thuật của những cái người mà cho rằng là kiểu mà nổi tiếng để đi làm từ thiện, tôi thấy nó sai sai, nó không có đúng. Tôi cũng là người làm, nhưng mà tôi không có gọi là từ thiện, tôi chỉ chia sẻ thôi, chia sẻ một chút xíu vấn đề yêu thương. Nhưng mà thật chất ra, nói thật với quý vị nha, đừng có làm như vậy. Mình phải nhìn thấy rõ ràng cái thực tế nè, coi họ có làm được hay chưa. Đừng có nghĩ là họ bỏ tiền họ làm điều này điều nọ, khó lắm. Tại vì đồng tiền họ đi liền với khúc ruột. Chị này nói đúng nè, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đừng có làm màu nữa. Tôi yêu cầu hai người đó, tại vì tôi là ai, tôi không có là thế lực nào, nhưng mà tôi là người ở cộng đồng, ở xã hội, tôi được quyền có một ý kiến của tôi. Các anh chị có cùng chung cái chứng kiến thì ok, còn ý kiến trái chiều thì quý vị được quyền nêu lên cái quan điểm của mình. Các anh chị nói là tôi nghèo hơn cái cô ấy, tôi ganh tị, hay là tôi nghèo hơn cái anh nghệ sĩ ưu tú, tôi tức. Ở đâu tức? Cái tiền của các anh chị giàu tới ngày hôm nay từ đâu các anh chị có vậy? Có phải là cái đồng tiền truyền thông mà chúng tôi là truyền thông, được các anh có lấy tiền của tôi không? Là chúng tôi là người làm truyền thông, vậy các anh mở tất cả các kênh YouTube ra để làm gì? Chúng tôi vào đăng ký kênh của các anh để các anh có được cái lượng tiền đó, lượng tiền quảng cáo đó, thì ai cũng nhờ công chúng các anh mới có được tiền. Còn tất cả các anh nói là các anh giàu có, mà tôi ganh tị, mà tôi ganh tị cái gì đây? Các anh là cái người giống như vô ý thức và không có sự hiểu biết. Các anh là cái người nghèo, các anh là ăn mày của chúng tôi, mà các anh cho rằng các anh giàu hơn tôi, sao giàu được? Những cái người đó, hễ những người ta thích ta xem nghệ thuật là các anh nghèo hơn họ. Các anh là cái người nghèo hơn khán giả, tại vì khán giả là người giàu, khán giả là người cho các anh được địa vị, khán giả cho được anh, các anh các chị hết tất cả mọi thứ, thì các anh đừng có khi dễ khán giả nghèo. Khán giả nghèo là do các anh lấy hết rồi, tiền nhà cửa xe cổ, thì người ta cho các anh một hộp cơm các anh cũng nhớ nữa. Tại sao mà tôi nói như vậy? Anh nói là Lan á, phải cảm ơn cái bông hậu này, cái hàm răng đó, là phải cảm ơn cái bông hậu đó, người ta cho mình một ngày mình cũng nhớ. Nhưng mà tôi nói thật với quý vị nha, tại sao công chúng cho anh, hôm nay anh 50 mấy tuổi rồi, anh còn không nhớ ơn công chúng, anh ăn biết bao nhiêu tiền bạc cơm của công chúng, anh có nhớ ơn công chúng hay không? Hay là công chúng công kích anh lên anh chửi lại, anh với nàng hậu chửi lại, rồi công chúng cho nàng hậu được cái địa vị đó, cái địa vị, cái ngôi vị gọi là hoa hậu đó, là ai là người cho? Ai là người cho? Có phải là người công chúng để bình chọn cho nàng ta trở thành một cái bông hậu hay không? Mà ngày hôm nay người ta lên người ta xem thường cái khán giả, xem thường công chúng, xem thường công chúng một cách vô cớ, đúng không? Xem thường công chúng, vậy là ai là kẻ ăn mày của ai? Tất cả, tôi nói thật, ca sĩ, nghệ sĩ, và thậm chí cả doanh nhân, doanh nghiệp, tỷ phú luôn, là ăn từ đồng tiền của những người dân nghèo khổ và những người công chúng xã hội này. Chứ tự động mấy ông sao giàu được? Mấy ông cũng có cái mưu trí hơn, cái kiểu mấy ông có tiền thì mấy ông
dùng những cái thế lực và những cái truyền thông. Thì nhờ có những cái truyền thông và có những khán giả như chúng tôi, các ông mới có được thứ này thứ nọ. Và những người bán vé số đó, là những người đó đó, là họ nuôi những cái con người nhà giàu, họ nuôi những người có tiền, họ nuôi những người quyền lực, và họ nuôi những cái người có tiếng ở xã hội này. Chứ đừng có khi dễ những người đó nha. Cho nên khi công chúng người ta có cái lập luận thì hãy tôn trọng họ, để nhìn biết là cái mặt sai của mình, để mình khắc phục, mình sửa chữa, mình cầu thị, để mình lắng nghe. Chứ không phải người ta nói đúng cái mình lên đây mình chửi, chửi đi chạy làng hả, chửi đi xa lánh, để cho công chúng xa lánh mình. Cái đó là cuộc đời này là ngu nhất, là gọi là hai cái từ được gọi là ngu nhất, là hai từ là gọi là mấy cái thằng mà ngáo quyền đó. Ngáo quyền, cái anh trở thành cái bằng nghệ sĩ ưu tú, một cái bằng nghệ sĩ nhân dân là ai ban cho? Tất cả công chúng là người đề xuất. Nguyên Vũ thấy giờ anh hai ganh tị đúng. Tại vì Nguyên Vũ hiện tại giờ đó, quý vị biết không? Anh ta làm nghệ thuật từ lúc 15 tuổi, có sự đam mê. Anh ta thích ca hát. Quý vị biết không? Nguyên Vũ hai cái nhà hàng ở tại Canada phục vụ cho toàn người nước ngoài. Người ta chưa bao giờ người ta nổ. Người ta chưa bao giờ, người ta là cái người nổi tiếng từ xưa giờ, họ chưa bao giờ có một cái scandal gì hết cả. Họ chưa giờ có cái scandal. Và họ sống cái thật của họ là gì? Họ biết yêu thương những người chung quanh họ, họ biết yêu cha mẹ họ, là cái đó họ làm từ thiện rồi. Họ đủ cái tố chất chưa? Có bao giờ anh Nguyên Vũ lên anh tố mẹ anh này kia kia nọ không? Chưa có. Các ông các bà dùng cái từ cha mẹ đẻ mình ra mà còn đi tố cha mẹ của mình, để lên, để cho mình lên hàng triệu view, thì mình có tàn nhẫn hay chưa? Đúng không? Còn một người thì lợi dụng cái nhãn mác là con nuôi để đi lên đây, để lấy cái lòng thương cảm đi về phía Hồng Loan để bảo vệ. Họ cứ viễn tưởng là tất cả mọi thứ, anh hai là người, chính tôi cũng vậy, chính tất cả quý vị cũng vậy. Tưởng rằng cái người anh hai này là cái người vĩ đại, cái người vĩ đại nhất ở trong cái làng giải trí này, để bảo vệ một đứa con của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng mà ngày giờ này cũng lợi dụng một cái truyền thông để vì cái lợi ích của bản thân mình mà bán rẻ đi cái lương tâm của mình, không làm đúng với cái thực tế của lương tâm của mình. Cái miệng mình nói nhưng cái tâm mình không làm được, thì ở đây ai là kẻ nhục hơn ai hả? Nếu họ, tôi đối chất với họ tôi không sợ. Đối chất tôi đâu có sợ. Hello chị, chào tất cả quý vị, cảm ơn tất cả cô chú anh chị ông bà. Còn bây giờ nói là mình đi cho người ta cái này, đi cho người ta cái kia. Không cần cho, không cần cho ai hết trơn á. Mình cho mình đi, mình cho mình đi. Đừng có mình làm cái gì mình cũng thấy mình đúng hết trơn vậy. Khi bỏ tiền ra không ai kêu gọi mình, không ai muốn mình làm cái chuyện này chuyện nọ, mà tự động mình lên tiếng, há miệng rồi cứ gọi là thần khẩu hạ sát phàm. Miệng thì nói tại vì lỡ hớ rồi, bỏ 30 tỷ ra làm phim rồi, không làm được. Trời ơi, cộng đồng chửi thúi cái đầu. Nhục, cái nỗi nhục nào mà chữa được quý vị. Nhục lắm. Thành thử bây giờ biết làm sao. Cử chỉ thật của Nguyên Vũ tạo điều kiện cho Hồng Loan gặp những người nghệ sĩ lớn. Đúng rồi, chính là như vậy đó chị. Em hết thích bông. Đúng rồi. Thì bây giờ há miệng ra gọi là thần khẩu hạ sát phàm, giờ lỡ nói rồi giờ sao? Sẵn cái chuyện MV này, lấy đã đập cái chuyện MV này đi họp thức quá, không bỏ tiền ra làm phim làm gì tao? Tại mày ABCD vậy đó. Cái đó là xạo rồi. Bỏ ra 30 tỷ để mua một cái nhà, mua chưa? Từ ở cái Phú Nhuận ở đó, nó không có nhà nào mà cô ấy hài lòng hết trơn á. Quý vị thấy không? Rồi cái động thái bây giờ thiên hạ hả cười nè. Trời ơi, bên ve họ cười cho nghe. Trời ơi, mày giàu lắm mà bỏ ra 30 tỷ làm phim sao không làm đi, nhục chưa? Tự mình nói. Tự mình nói. Rồi công chúng họ nhìn nhận theo như thế nào vậy mình? Họ nghĩ như sao? Bây giờ con cái nó ảnh hưởng tới con cái. Giờ con cái bước ra được. Ô, ba đứa con của con bông nổ. Ảnh hưởng tới con mình, tội nghiệp. Mình làm, mình không có chịu mà ảnh hưởng cho tất cả những đứa con của mình. Có người mình biết dạy con á, là mình phải ăn, ăn nói chuyện nhỏ nhẹ từ từ mới giáo dục được con cái.
Rồi cái anh này ảnh lên anh nói là ảnh với bông hậu không có gì chứ, thậm chí để mà tán tỉnh một cái lời nói yêu thương cũng không có, cũng không có. Mà nàng hậu lên, nàng hậu là ra thực tế luôn, ra trước công chúng luôn, tôi đồng ý, tôi thích ảnh đó, tôi yêu ảnh đó, tôi thích ảnh đó. Lên bình luận là ghen tương tùm lum hết trơn ở trên cái cộng đồng mà. Thì cái đó họ có nói dối không quý vị? Được, trước tiên mình chửi người ta, mình chửi người ta, mình nói là tưởng đâu mà anh lên anh nói chuyện như thế nào để cho công chúng họ cảm thấy họ mãn nhãn, mà họ cảm thấy nó đã cái thiên nhĩ họ để chỉ trích cái nàng hậu này. Ai dè ông lên ông chỉ mắng mỏ lại những cái người cùng chung cái hội thuyền của ông. Ông lên ông mắng mỏ là sao không? Trước khi nói chuyện phải uống lưỡi bảy lần, cái câu đó nó ni hận lắm, ni tức lắm. Còn nàng hậu gì yêu thương mà đến mà sỉ nhục con người ta. Hồi đó giờ người ta bị bên phe kia người ta sỉ nhục rồi, sỉ nhục mày thế này, mày hai chồng ba chồng gì rồi hai chồng, tự nhiên ở đây cái má bông hậu này, cái người có kiến thức ngu dữ vậy, cái nói con người ta là cái thứ không có nhà, không có anh hai chưa chân cãi công rồi không có nhà, nhờ anh hai Loan mới có nhà ở. Ủa trước giờ bộ Loan ở giặt cầu hả quý vị? Ăn nói chuyện thì không có chuẩn chuẩn mực, ăn nói chuyện thì bừa bãi, chỉ biết cái tài nổ thôi. Bây giờ nè, nếu chứng minh á, mình là người tử tế, nếu chứng minh thật sự ngày hôm nay Thoại Nhân nói nè, nếu chứng minh mình là người đẳng cấp á, bỏ tiền vô làm phim đi để cho công chúng nhìn nhận là tôi nói sai, bỏ tiền vô làm phim đi 30 tỷ rồi công chúng họ quỳ họ lại mình làm đúng đi nha. Mình làm sao thì bị người ta công kích, đó là chuyện bình thường. Thấy rồi, từ đó hồi đó tới giờ anh hai chẳng giúp đi được, giúp cái miệng, bởi tôi nói vào cái miệng giúp cái miệng đó. Bộ nghĩ bỏ tiền ra dễ lắm hả? Tôi nói từ đầu với quý vị rồi, 30 tỷ nha, chứ không phải 30 triệu, mà không phải 3 triệu, mà không phải 300 triệu. Đưa cái câu chuyện ra cho đạo diễn chờ chờ để nghe, để nghe coi cái nàng hậu này có động thái điện hay là có mà. Tại vì nếu mình có một cái cách mình làm việc mà gọi là chuyên nghiệp á, hay là mình có một cái kiểu mình có thành ý á quý vị, mình có thành ý á, thì mình điện hay là mình sắp xếp phân đoạn vai, hay là mình đầu tiên mình bỏ tiền ra chứ. Tới ngày hôm nay Tết chiếu mà tự nhiên chiếu cái gì, chiếu phim gì, đừng nói ở đây không ai kêu làm phim hết trơn á. Rồi bên kia đó bữa nay ta khịa đó, cỡ cô lành cũng khịa đó, có nói vài bữa cô lành cũng làm bộ phim nói về cuộc đời cô lành kìa, nhục chưa? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi ở đây đi lên, đi lên cái nói sỉ nhục ta. Rồi tại sao cái thằng anh hai cái mặt mặt rồi bây giờ cái thằng anh hai nè, cái thằng anh hai thấy chưa, bây giờ ai là người sai, ai là uống lưỡi? Tại sao cái người bên kia chửi nghệ sĩ Nguyên Vũ, ca sĩ Nguyên Vũ chứ, xin lỗi nghệ sĩ hoài, tại sao á cái cô bông hậu này, cái cô bông nổ này chửi Nguyên Vũ mà tại sao không lên tiếng, tại sao trước khi mở miệng ra phải uống lưỡi, mà tại sao lại đổi để họ Hồng Ni? Tôi ấm ức quý vị cái chuyện này tôi phải nói hoài, Ni rất hận anh hai. Tại sao cái nàng hậu đã nói chửi cái người đã sai không dám lên tiếng, đụng tới rồi nó không dám cho là quần hay gì vậy? Không dám đụng tới hả, hay sao? Rất hận, tại vì cái lời nói đó họ rất là giống như bây giờ, nói thật với quý vị, ở thấy như vậy bắt đầu họ đang đẩy hai người này đi ra ngoài, Nguyên Vũ và Hồng Loan. Tuy Hồng Loan là người, tại vì Hồng Loan là cái động thái bức xúc, Hồng Loan mới trả quà lại nha, mới trả quà lại. Bây giờ em kêu Vũ Luân bằng hai xà lơ, đúng rồi hai xà lơ đó, Ni vẫn ngấm mất chứ. Ủa cái chuyện người ta không có gì mà chửi người ta vậy là sao, mà chửi là tức là anh ca sĩ Nguyên Vũ là ảnh là người làm thật, người ta vô đi chửi người ta. Ủa vậy cái người làm giả chửi người làm thật là sao ta, thấy nó sai sai, cái người giả mà đi chửi cái người thật là kỳ vậy ta. Tại vì ganh tị, chắc chắn là ganh tị. Cái ông này đó nha,
cái ông anh hai này nè, ông đối kỵ với anh hai Nguyên Vũ là đúng luôn á, đúng 100%. Còn những chuyện ngày mai tôi sẽ truyền cho tất cả quý vị biết tại sao anh hai còn hứa với Nguyên Vũ cái gì mà anh hai chưa làm. Để cho mọi người hiểu, để biết được hai cái bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, giả tạo để lấy được cái lòng yêu thương của truyền thông, để tạo cho mình cái góc đứng. Đúng không? Tạo cho mình cái góc đứng. Cái người người ta giúp cho em mà, cái này em của mình mà. Dùng từ em nuôi, tôi nói thật là em ruột nó còn xúc với nhau đó chứ đừng nói em nuôi. Các anh chị hãy nhìn bằng cặp mắt thấu đáo. Hãy nhìn sâu vào tất cả trong câu chuyện, chứ đừng ở đây ai dùng những cái từ. Dù gì họ cũng là anh hai, họ không bao giờ xa nhau. Tôi nói thật với quý vị, không có đâu, tất cả họ vì lợi ích hết á. Vì nói ni là người xã hội đen, rồi bắt đầu xúc phạm người ta là người xã hội đen rồi đó. Bây giờ người ta là người xã hội đen đó, mà giờ người ta được rất nhiều người họ yêu quý. Còn mình là người tử tế sao không ai quý mình trơn, không ai thương trơn vậy. Người ta là người xã hội đen, nhưng người ta làm chính nghĩa. Đúng không? Người ta là xã hội đen, người ta làm chính nghĩa. Còn mình là người tử tế quá, mà mình làm những chuyện bất nghĩa, mình có cảm thấy mình nhục hay không? Có nhục quá. Bây giờ đối diện với Ni, tôi không biết sao nhìn mặt luôn á. Chụp những bơ hình gán gượng gạo thôi. Thế thật sự ra nói thật với quý vị, một ly nước đã đổ đi rồi thì không bao giờ hốt lên được. Tôi khẳng định điều đó. Má Thanh là người đứng dậy hòa giải quý để chỉ trích nàng hậu đó, nhưng tôi nghĩ rằng má Thanh là người biết hết, chỉ được cái mỏ. Cái mỏ thì cái mỏ chửi á, cái mỏ hỗn đó, tôi gọi là hoa hậu mỏ hỗn đó. Rước bé mới về nghe tiếp nè, cho vậy đó hả? Tội nghiệp không, mình đặt dùng những cái từ ma mị đó quý vị. An thương anh Loan chưa bao giờ hỏi nhờ tới anh hai mình lúc khó khăn nhất mà hỏi. Ủa chứ hỏi làm chi, nó biết hỏi nó không cho hỏi để làm gì. Chưa đó hên là nhỏ không hỏi, phải hỏi cái vài bữa lên và tâm sự với cái má mà mỏ hổn này nè, rồi để lên tâm sự. Rồi trước Loan có mượn anh này, rồi cái má này bắt đầu lên, bắt đầu nói hồi đó Loan có mượn tiền anh hai mà tới giờ đó chết nhỏ nữa. Hên nhỏ không có mượn, không có động tới cái gì đâu quý vị. Em thích chị phân tích. Chưa bao giờ anh hai dẫn Hồng Loan đi giới thiệu. Sao dẫn? Dẫn Hồng Loan nổi tiếng bà ổng thì sao? Cũng có một sự đối kỵ đó quý vị. Chưa nuôi được người ta, chưa gặp được người ta mà làm như núp dưới gầm giường người ta vậy. À trời ơi, bây giờ ta núp lên cái tivi là người ta thấy hết luôn. Cần gì núp cái gầm giường. Những người núp dưới gầm giường mà quên ngủ đó không hay. Chứ tôi không núp gầm giường, tôi núp ở trên cái tivi tôi biết hết à.